Trung tâm điện tử Anh Phương xin hân hạnh gửi lời chào tới quý vị và các bạn. Ngày hôm nay thì Anh Phương lại lên sóng cùng các bác review cũng như đánh giá về hai cái dòng loa với cùng mức đầu tư. Xem là các bác chọn đôi loa JB dòng full đôi với mã sản phẩm là 225 JZX225 hay là chúng ta chọn cái dòng sản phẩm của PV. Thì mời các bác cùng tham gia video ngày hôm nay và cũng hãy cùng chia sẻ những cái ý kiến, những cái đóng góp của các bác xem là các bác thích cặp loa nào trong hai cặp loa này. Các bác hãy cùng nhìn bề ngoài về hình thức đã. Theo các bác thì các bác thích thương hiệu nào? JBL hay là PV? JBL đó là dòng full đơn bát 40. Đấy, trông rất là nét. Cặp loa nhà em về với tình trạng còn nguyên cả tem cờ Mỹ luôn. Hàng bao zin 100%. Thiết kế rất đẹp mắt. Trông nó ngầu và nó đẳng cấp, đúng không? Xuất sắc. Các bác cùng tiến lại gần này. Dòng loa này thì với cấu hình một bát 40 từ 22 coi 100, gân vải lụa dầu 4 gân xếp và màng của nó là màng bằng lụa bằng giấy. Đấy. Rốn đỏ au. Thiết kế với củ từ 220 coi 100 với công suất thiết kế của nó là 1000W cho công suất trung bình, 2000W cho công suất cực đại. Dải tần đáp tuyến của nó từ 44Hz cho đến 17kHz. Và chép kèn của nó là chép kèn côn 44 rất lớn. Con này thì các bác nhìn cái hình thức của nó rất là đồ sộ, cũng như là nó có vẻ gì nó rất là mố. Cái chép kèn của nó tụt sâu vào bên trong như thế này, cho nên là cái tiếng chép của nó đẩy ra rất là mạnh và rất là căng. Cái thứ hai là bát của nó là từ 22 coi 100, cho nên là bát của nó rất mạnh mẽ. Thùng của PV thì bây giờ nó cũng thiên về độ sâu. Các bác nhìn cái thùng nó sâu miên man, cho nên tiếng bát của PV nó rất là mềm và rất là mạnh. Dòng này sản xuất lắp ráp tại Mỹ luôn các bác. Em tìm cái Made in USA. Đây, PV SP2. Con này thì đẹp xuất sắc. Nó là đời cao. Nó đời cao hơn hẳn SP2G, đời cao hơn hẳn 5XT, đời cao hơn hẳn những cái mã khác. Đấy, PV SP2 rất đẹp. Lưới của nó lưới bằng kim loại. Phếu kèn là phếu kèn bằng composite. Thùng vỏ gỗ được bọc nỉ rất đẹp. Bên cạnh đó thì chúng ta sẽ có một đôi loa thứ hai, đó là dòng loa JBL 225 Pro. Dòng này với cấu hình của nó thì công suất của nó là 500W một thùng. Công suất cực đại là 2000W. Như vậy là công suất của con này nhỏ hơn con này 500W. Con này công suất của nó 1000. Công suất chịu đựng thì ngang nhau là 2000. Dải tần đáp tuyến của con này thì nó xuống 35Hz, trong khi đó thằng này xuống đến mức 44Hz. Còn dải tần cao của nó là 16kHz, thì con này dải tần cao của nó lên đến 17kHz. Vậy rõ ràng tính chép của con này sẽ được đánh giá cao hơn con này. Giải bát của con này thì xuống sâu hơn con này một chút. Công suất thì con này công suất nhỏ hơn. Bát của nó thì nó thiết kế với 2 bát 40. Một bát bên dưới đánh giải bát súp, cho nên là giải tần đáp tuyến của nó xuống được đến 35Hz. Còn cái đoạn thứ hai là giải trung âm, nó đánh ở quả bát thứ hai của bát 40. Chép kèn của con này thì nhỏ hơn rất nhiều. Chép kèn con này côn có 2.4, trong khi đó côn của con này nó là 4.4. Đấy. Do vậy thì cái chép của con này sẽ mạnh hơn và nó bền hơn so với chép của con JBL này. Và thùng của dòng này thì thùng nó nhỏ hơn về chiều ngang. Nó chỉ cao hơn thôi, chứ còn nếu mà chiều sâu, chiều ngang đều nhỏ hơn so với PV. Cho nên tiếng bát của con này thì không được ấn tượng bằng dòng PV. Nếu trưng bày thì cá nhân em đánh giá thì em lại thích cái dòng PV hơn dòng JBL GRX 1125 này. Bây giờ mời các bác đánh giá về chất âm. Về giá thành đầu tư thì xin thưa các bác là cặp loa PV nhà em đang để cho các bác với giá cực kỳ ưu đãi, với mức giá là 17.500.000 đồng tại cửa hàng. Giá ship sẽ là 18.500.000 đồng. Giá này không mặc cả các bác nhé. Nhà em bán hàng cực kỳ là ngon về giá thành. Muốn đọc các bác một cái giá đúng, cho nên là các bác mong là các bác đừng mặc cả. Các bác xem kênh của em dần dần các bác sẽ quen cái phong cách bán hàng của em. Nếu như các bác mà cảm thấy nó cao quá thì các bác bỏ qua. Còn chắc chắn rằng em đưa ra một cái mức giá này thì chắc chả ai bán bằng em được.
Em nói thẳng luôn là không ai bán bằng giá của em được. Em bán 17 triệu 500 ngàn đồng một đôi loa bao zin, bao xịn và bao nét. Bởi vì tại sao các em không nói là không mặc cả? Bởi vì em không muốn đọc một cái giá cao lên để các bác mặc cả. Đôi khi ví dụ như đôi loa này em đọc là 22 triệu, các bác mặc cả là 20 triệu. Như vậy là rõ ràng các bác vẫn thiệt so với em mà chưa tới tầm em bán. Cái thứ hai là gì? Cái thứ hai là bán một đôi loa này bọn em được 300 đến 500 ngàn đồng một đôi loa này. Thì nếu như các bác mặc cả 500 ngàn đồng thì em lỗ, em sẽ không bán. Đấy là lý do tại sao em không bán khi mặc cả. Đấy. Cho nên là các bác nhớ cho em này, em sẽ đưa ra một cái giá tốt nhất để các bác có thể mua được. Còn nếu các bác cảm thấy nó cao quá hoặc là cao hơn chỗ này chỗ kia thì chúng ta bỏ qua. Bởi vì loa nhà em là bao zin, mua tại nhà em thì chắc chắn rằng các bác rất yên tâm về loa zin xịn. Đây là những đôi loa mà chưa cả lên hình là anh em đã chốt ngay. Bây giờ chỉ có đóng cất đi, khi nào anh em lấy là mang đi thôi. Hai đôi loa trong đó có đôi loa 212 Pro chưa kịp lên sóng. Đôi loa 112 hàng zin xịn của Mỹ cũng chưa kịp lên sóng, đã bán ngay. Còn đôi loa thứ hai này thì xin thưa các bác là giá của nó ngày hôm nay cũng với mức giá là 17 triệu 500 ngàn đồng cho đôi loa này. Mức giá cực kỳ hợp lý. Bây giờ sẽ giảm giá đi được khoảng 1 triệu rưỡi cho đến 2 triệu đôi loa này rồi. Bây giờ mời các bác đánh giá chất âm xem là các bác thích đôi loa nào. Xin mời các bác này. Em đánh đôi JBL trước. Trong đó cái giải bát dưới nó đã đánh ở cái quả trầm ở dưới rồi. Con Viva được 10, con JBL nó sẽ được khoảng độ 6 đến 6 rưỡi. Về đánh giá về giải chép thì con Viva nó được 10 thì JBL sẽ rơi vào tầm 7 đến 7 năm. Tức là cả hai giải này thì JBL đều thua do Viva. Nếu trong cùng tầm tiền này. Còn về giải lời, giải trung âm thì JBL nó lại trội hơn so với này Viva. Cắm lại JBL cái. Các bác nghe này, JBL này. Tiếng bát có vẻ cọc hơn, nó bốc hơn, nó không xuống được sâu như dòng PV. Mặc dù trên thông số kỹ thuật thì nó xuống đến 35Hz, nhưng mà thực tế nếu mà nghe trực tiếp thì nó không xuống sâu bằng PV được. Giải tép của nó thì nó có vẻ gì đó nó sáng hơn, nhưng mà nó lại không sâu, không sắc như dòng PV. Giải lời thì nó trội hơn so với PV. Giải lời toàn giữa giải trung ấy, nó nổi hơn, âm thanh nó nổi hơn.
giảm giá liên tục các bác này. Đôi này trước đây bán 19 triệu, ngày hôm nay bán cho bác 17 triệu 500 ngàn đồng đôi loa JBL 225. 17 triệu 500 là giá tại cửa hàng các bác nhá. Cắm lại VV cái. Trung âm thì nó không nổi bật như dòng JBL. Nếu cá nhân em là người mua thì chắc chắn em sẽ mua PV trong tầm tiền này. Bởi vì dù sao thì PV, cái việc trưng bày đôi JPV nó vẫn đẹp hơn đôi JBL 225. Cái thứ hai là khi nghe nhạc cảm giác rằng nó mềm mại và nó sâu hơn so với JB. JB thì nó nổi trội hơn về giải trung âm, nó gọi là mạnh mẽ hơn. Nhưng mà nếu về xét về tổng thể trong hai cái đôi này giá thành bằng nhau thì chúng ta đấy là cá nhân em lựa chọn. Thế còn tùy các bác lựa chọn theo phương án nào thì chắc chắn rằng là các bác sẽ có một cái căn cứ cơ sở. Số máy của em là 0971998555. Xin trân trọng cảm ơn các bác đã đồng hành cùng anh Phương về đánh giá về hai cặp loa này. Tất cả hàng đều được bao zin và bao giá tốt nhất thị trường hiện nay. Hàng đang giảm giá rất sâu, cho nên là bác nào đầu tư thì nhớ alo cho em sớm. Xin cảm ơn các bác rất nhiều.